tóc sao? Ôi, nhìn bên kia kìa. Ôi, nhìn bên kia. Ôi, bên kia có gì mà giác không kìa. Ôi, hình như là đúng rồi các bạn ơi. Đây chính là Lucky Block Skibidi. Sau lưng của chúng ta là Skibidi, còn sau lưng của Huy và Jack đó chính là Cameraman. Và trước mặt của chúng ta đó chính là những cái Lucky Block kia các bạn ơi. Ôi, bên kia là Lucky Block Camera, bên mình là Skibidi đây các bạn. Vậy là chúng ta sẽ làm một cặp đó chị nào. Còn bên kia Huy và Jack sẽ làm một đội. Bây giờ cả hai bên chúng ta sẽ cùng nhau đập Lucky Block thôi nào. Anh em bên kia đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Ok, sẵn sàng rồi thì chúng ta bắt đầu đập thôi nào. Let's go. Ôi chị đây, đập cái Lucky Block đầu tiên thôi nào. Ôi, không biết Lucky Block đầu tiên chúng ta sẽ được cái gì đây các bạn. Từ Lucky Block Skibidi được rồi, đập ta. Xem thử chúng ta có được một cái gì đó may mắn không nào. Đập đi chị nào, bây giờ hãy cho. Mình đâu ra được cái gì trong cái cục đầu tiên được rồi trời ơi. Hình như đây chính là cái cục thông bồn cầu. Nhưng mà nhìn nó dơ quá vậy trời ơi. Nhưng mà cái tên nó là cúp sao đừng nói. Đây là cái cúp mà chúng ta dùng để đào những cái block này đúng không? Trời đất ơi, đúng rồi các bạn ơi. Nhưng mà nhìn nó thui quá à. Ôi trời đất ơi, bên kia cũng có cúp thui quá kìa. Được rồi, vui quá các bạn ơi. Đúng là Lucky Block Skibidi có khác. Được rồi, bây giờ chúng ta đập cái cục tiếp theo nào. Bây giờ chúng ta có cục bài đập nhanh lên nè. Hai cho. Ui, được cái gì vậy? Được cái gai này các bạn ơi. Trời đất ơi, cho tôi một cái gì đó thiệt là may mắn đi. Mà cái ông Skibidi toilet này ơi, hãy cho. Ok vậy, vậy cái này không may mắn là gì đâu bây giờ. Trời ơi, xui xẻo rồi. Trời ơi, nổ nguyên một cái lỗ luôn các bạn ơi. Trời đất ơi, đập gì mà xui xẻo quá. Thôi để chị đập cho. Ok, để chị đập đi, đập thử coi à. Cho. Ôi trời đất ơi, hình như nó ra được cái gì kìa chị Nabi ơi. Trời ơi, quăng ra cho em coi đây. Trời đất ơi, đây chỉ là một quả táo có in cái mặt Skibidi lên chỗ này các bạn ơi. Nhìn mắc cười quá. Ôi, không biết cái táo này ăn vô nó có tác dụng gì ta. Để mà ăn vô thử coi. Hai em ngon. Ôi trời, cái gì vậy? Trời, con gái em đánh rắm mà tôi. Trời ơi, làm gì có đâu kia. Cái táo vàng này vô thì nó tự đánh rắm này các bạn ơi. Tụi nó dám cười mình kia các bạn ơi. Ôi, hình như mà ăn quả táo này vô mình có thể có sức mạnh được rồi. Ôi, mày nhảy cao quá à, mày cười không? Mày cười không? Được chạy nhanh nhảy cao mà còn mạnh nữa các bạn ơi. Ôi da trời. Ai chạy lại coi gì đâu mà ai vậy, ai bảo vậy, cười vậy. Tao ai bảo cười tao. Thôi được rồi các bạn ơi, chị nào đập Lucky Block tiếp. Ờ chị còn cười, muốn cười đâu, muốn cười đâu, em đấm luôn bây giờ. Thôi được rồi, bây giờ đập Lucky Block tiếp rồi. Ôi mày cười không, mày cười không, mày cười không. Ôi trời ơi, mình hết sức mạnh rồi, hết rồi mày đó. Mình đập tới hơi các bạn ơi. Thôi được rồi, bây giờ mình để dành. Ôi lại cái điều là mình để dành táo vàng để cuối trận nữa. Một xíu nữa mình ăn. Ôi kìa dành. Chạy đi chị nào. Mày phải đập Lucky Block tới thời kiếm một cái gì đó để xử lý đó, để cho nó hết cười coi các bạn ơi. Biết sao tao cười không? À, tại vì tao này có món vũ khí này đó. Ôi trời đất ơi, thì ra là có vũ khí đó chị đi. Tụi nó có vũ khí mạnh quá đi bất. Đúng rồi, ăn tao dài rồi, ăn tao Skibidi vô để hồi máu coi hẹn chưa. Trời ơi, đánh rắm. Trời đất ơi, chịu rồi, mỗi lần ăn táo vô đánh rắm rồi, nhanh lên nhanh lên. Bây giờ tranh thủ cái lúc đó ăn chiếu chiếu mình kiếm một cái gì đó thiệt là xịn coi, cho tôi cái gì đó thiệt là xịn coi nào. Rồi, nhanh lên hãy chưa. Nắp ra được cái gì này các bạn ơi. Ôi, hình như đây chỉ là một cái bồn cầu có gắn lựu đạn, hay là đây chính là lựu đạn bồn cầu Skibidi đó. Ôi, hai tụi nó vẫn chiếu mình kìa. Ai da da, mấy cái thằng này. Được rồi, lựu đạn nè. Đây. Cái gì vậy? Đó chính là lựu đạn Skibidi. Ôi, không biết lựu đạn làm gì kìa. Ôi, trời đất ơi, có nguyên một cái bồn cầu nó rớt từ trên xuống luôn các bạn ơi. Thì ra đó chính là tác dụng của cái bồn cầu lựu đạn đó các bạn ơi. Thôi được rồi, đập tiếp đi đây bây giờ. Được rồi, đập tiếp nào, chuẩn bị lên được trên kia. Ok, nhanh lên, cố lên. Ây da, lại gai nữa, coi chừng. Được rồi, hãy cho tôi một cái gì đó thiệt là may mắn đi nào. Bồn cầu Skibidi ơi. Trời đất ơi, sao toàn gai không vậy? Hay cha. Đập ra được cái gì đây các bạn ơi? Cái gì mà cu teo quá vậy? Hình như đây chính là một cái con thú cưng Skibidi, hình con chó này các bạn ơi. Dễ thương quá vậy. Nó còn chạy theo tôi đây này các bạn ơi. Ôi dễ thương, cu teo nó chạy theo tôi kìa. Trời đất ơi, tự nhiên đào ra được một cái con Skibidi dễ thương vậy trời. Ôi, hình như nó ôi rớt ra cái gì để vô lượm coi. Ôi cái gì vậy? Hình như cái con chó Skibidi này lâu lâu nó sẽ nhả ra cho mình một cái đồng xu Skibidi này các bạn ơi. Wow, không những dễ thương mà nó còn có tác dụng nữa. Nhưng mà không biết cái đồng xu này mình sẽ dùng để làm gì nữa các bạn. Nhưng mà chắc xíu nữa mình sẽ cần nó đó. Hay quá tụi ơi, đào tiếp để biết đâu nó ra thêm nhiều món dễ thương. Ok luôn, được rồi. Bây giờ chị đào bên trái đi, em đào bên phải cho. Trời ơi, chia ra hai bên đào cho nó lẻ trời đứa coi. Ôi chị Nabi sao rồi, có gì hay ho chưa? Bên em hôm nay không có gì hết trơn. Trời ơi, chưa có gì hay. Ôi vậy hả, được rồi. Có nhưng mà bên tao có rồi nè. Sao? Ôi trời ơi. Ôi like cam lên đi. Huy lắp được con cái like cam nó gắn camera vô kìa nè ơi. Wow, nhìn ghê quá vậy. Ôi đừng có bay tới đây, nha. Ôi trời đất ơi, coi chừng kìa. Ôi trời đất ơi. Coi Huy nó đào được cái fly cam xịn quá vậy các bạn. Ôi trời ơi, nó đào điều khiển.
chúng ta phải kiếm một cái gì đó để có thể tiêu diệt được các loài cam đó chị Nabi ơi. Đợi em kiếm một xíu ôi đập cái lucky block cuối cùng luôn đi chị Nabi ơi. Hay cha mới đào ra được cái gì đây các bạn ơi, hình như là một cái chiếc bồn cầu xe tăng. Ôi trời ơi, được rồi, bây giờ mình sẽ lên đó để mình tiêu diệt cái chiếc cà fly cam quan chắc luôn. Wow, nhìn này chị Nabi ơi, nguyên một chiếc xe tăng bồn cầu luôn nè trời. Tự lấy ra đây hai cam ơi, ok em sẵn sàng rồi nè, khai hỏa đi. Chưa hả, sợ chưa hả? Bây giờ chúng ta hãy lên trên kia để chúng ta đập tiếp những cái lucky block. Thì các bạn biết tại sao không? Càng về sau những cái lucky block sẽ càng xịn nữa các bạn. Đi các bạn hãy nhớ coi hết video nha. Được rồi chị Nabi, bây giờ chúng ta chỉ cần đứng trên nào chúng ta nhảy lên trên kia là được à. Hay chưa? Ok, nhảy cao lên là đi la đi la đi la đi. Ôi trời đất ơi, nhảy lại. Trời đất ơi, nhảy gì kỳ vậy? Nhảy cái nữa rồi. A few moments later. Trời ơi, có vậy cũng nhảy rớt nữa hả chị Nabi ơi? Thôi đi đừng có chồng quay. Ok, được rồi, chúng ta lên được đây rồi, chúng ta đập tiếp. Ôi, huy đất nhắc kìa. Đấy, nhớ ra. Ok, trả thù đi, đập lucky block đi, đập. Mày chơi đó đây. Trời đất ơi, cái tàng huy nấp đây nè. Trời ơi, thôi Giác ơi, lo mà gánh huy nấp đi. Còn bây giờ thì chúng ta đập lucky block tiếp rồi nè chị Nabi ơi. Rồi bây giờ em đập bên kia đi, chị đập bên okay, này. Ok, ok, chúng ta chia ra hai bên đập tên này các bạn. Cho tôi một cái gì đó may mắn nào, Skippy đi ơi. Ủa, vậy sao tối thui vậy? Trời đất ơi, sao xung quanh tối thui vậy chị Nabi ơi? Em không thấy gì hết trơn á. Trời ơi, bị cái gì vậy trời, đập cái lucky block kìa trời. Trời đất ơi, đáng sợ quá, không biết chuyện gì sắp xảy ra đâu. Dù như có dữ lắm thôi các bạn. Cái gì vậy? Ôi, Skippy đi kìa, đánh lôi. Trời ơi, quá giật Skippy đi rồi. Ui da, ui da, trời ơi, đâu quá vậy. Mày, 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 con trời ơi. Đâu ra mày quá trời vậy. Trời ơi, đâu quá vậy. Mày, 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 Skippy đi nè, Skippy đi nè. Con ơi, hình như tiêu diệt nó rớt được cái đồng xu Skippy đi nè. Con nước kìa, con nước kìa. Ôi, trời ơi, con chân kìa, con thú cưng của mình ơi. Nó đẩy con thú cưng của mình xuống luôn rồi. Mày, mày, mày dám lăn thú cưng của tao. Mày dám lăn Skippy đi, cháu tao này tấn công đi trời ơi. Con cháu đánh giúp mình kia các bạn. Skippy đi luôn này, lụm các bạn ơi, không biết xíu nữa dùng được gì, nhưng mà bây giờ mình cứ cố gắng thu thập thiệt là nhiều đồng xu đi trời ơi. Nhưng mà cái con thú cưng của mình đã giúp mình rất là nhiều được rồi. Ôi như vậy là xong chưa ta? Hình như ôi trời sao đây luôn rồi. Mọi thứ trở lại bình thường rồi nè các bạn ơi. Trời đất ơi, vậy là nãy mình vừa đập chính một cái lucky block xui xẻo cái nó đưa mình vô hơi, mà không sao. Em đã thu thập được tổng cộng là 5 đồng xu rồi, chị được bao nhiêu rồi? Chị cũng có 5 đồng xu luôn. Ồ vậy là chúng ta tổng cộng đã có 10 đồng xu Skippy đi rồi các bạn ơi. Ê tao gà. Ok vậy, hình như tụi nó kêu mình đi kìa chị nào. Cái vậy? Nó cầm cái khẩu trại bắn tao trả thù rồi con. Ôi, trời đất ơi, khẩu đại bác gì bự vậy? Trời đất ơi, đâu ra nó có khẩu đại bác? Ôi trời ơi, coi chân kia, nó bắn kia coi. Trời ơi, nó bắn kia coi. Ôi, coi chân, cái này nó bắn vô một cái là nổ luôn á, trời ơi. Trời đất ơi, nguy hiểm quá, nó mạnh quá. Ôi, em cũng biết đó, trời đất ơi, nó đang bắn. Ôi trời ơi, bây giờ chúng ta phải hy vọng vô cái cục lucky block này. Cho tôi một cái gì đó có thể hả, cao tờ lại, có thể ngăn lại nó đây. Ôi, mình đã được cái gì? Ôi, cái này nhìn giống như là cái gương vậy các bạn ơi. Ôi, hình như cái này là gương phản chiếu. À, mình hiểu rồi. Mình sẽ dùng cái gương này để phản chiếu lại cái laser của nó các bạn ơi. Ha ha, được rồi. Bây giờ mày bắn bắn. Mình bắn chiếu lại đây rồi. Mình rồi. Mày bắn lại đây. Mình đợi đây. Nó phản chiếu lại đây rồi. Mày ngồi bắn đây rồi. Bắn đây rồi. Đỡ lại nè. Ôi ôi. Ra đây bắn đây. Bắn đây. Chiếu lại nè. Ôi ôi. Ôi được rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng chiếu cho người đó. Nổ nè. Bắn cái này lại chưa được. Bắn bắn ra. Chị giữ cái gương giùm em đi, bây giờ chúng ta đào tiếp những cái lucky block. Hình như chúng ta sắp tới cuối đường rồi kìa các bạn ơi. Cái cửa cổng đằng kia kìa. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy đập nốt những cái lucky block còn lại để chúng ta cùng nhau quyết đấu giữa Skippy và cameraman thôi nào các bạn ơi. Chỉ còn những cái lucky block cuối cùng thôi kìa các bạn. Chỉ còn cuối cùng là 5 cái thôi các bạn ơi. Đây chính là những cái lucky block xịn nhất và may mắn nhất để các bạn hãy nhớ coi hết nha. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. À mày chờ đó con gà, ta không thua được đâu. Ok ok, vậy bên kia cũng còn 5 cái lucky block cuối cùng. Ráng mà đập đi nha, ráng mà đập đi nha. Được rồi, bây giờ chúng ta đập từng cái nha chị Na. Ngươi coi là hả, để xem những cái lucky block cuối cùng nó sẽ cho chúng ta những gì nữa các bạn. Được rồi, đập thôi nè. Hay cha. Ôi, mình đào ra được cái gì vậy con? Cái giáp gì mình đang bóc rồi? Giáp giấy vệ sinh hả? Trời đất ơi, trời đất ơi, hình như cái giáp này là làm được từ giấy vệ sinh trong bồn cầu đó các bạn ơi. Trời đất ơi, Skippy đi mà, thôi đi mặc cho thử coi. Hãy cha, ôi trời ơi, nhìn em nè, như là cuộn một cái cuộn giấy vệ sinh xung quanh người vậy, bất cười quá à. Để đào tiếp thôi các bạn ơi. Hãy cha. Cái gì đây? Đây chính là một chiếc giày, đừng nói lại, cũng là giày giấy vệ sinh luôn rồi các bạn ơi. Đừng nói là tôi phải cuộn các cái người mình vô cái cuộn giấy vệ sinh nha, không giỡn nha. Nhìn như
Trời đất ơi, nhiều chất ướp đi các bạn ơi. Được rồi, đập tiếp thế nào, đừng nói là nó ra nốt mấy cái con lại nha. Trời ơi, cái này là gai rồi các bạn. Được rồi, cần cả hai cái cuối cùng, hai. Tôm thiệt nè các bạn ơi, cái nốt vệ sinh cuối cùng nè. Trời đất ơi, vậy là có thiệt rồi. Được rồi, để tôi mặc vô luôn coi, hay chưa. Trời đất ơi, giờ nhìn không khác gì một cái cục thì giấy vệ sinh luôn. Trời đất ơi, từ từ, cái gì? Không phải là thành xác ướp mà sẽ là trở thành Skibidi như vậy nè các bạn. Wow. Cái vậy? Cậu cũng cuối cùng đập nốt luôn nè. Ok, thôi trời đất ơi, bây giờ tôi đã trở thành Skibidi tô gà này các bạn. Ok, đập nốt cục cuối cùng thế nào ấy. Bây giờ đây, sao cục cuối cùng mình đập ra được cái ông chân lạng gì trong cái bồn cầu vậy trời đất ơi. Hay là ông này chính là cái ông có thể trao đổi đồ với mình qua những cái đồng xu nãy giờ mình kiếm được ta. Hay cha. Wow, đúng thiệt nè các bạn ơi. Ông này là ông đem mua đồ trao đổi đồ này các bạn. Cái này gì đây? Ôi, kiếm Skibidi với 5 đồng xu. À, mình vừa đủ 5 đồng xu luôn coi. Được rồi, nên là mình sẽ mua một cái thanh kiếm Skibidi. Còn chị nào bây giờ chị mua hết những cái mũ giấy vệ sinh rồi giáp vệ sinh để trở thành Skibidi giống em luôn ơi. Cái kiếm Skibidi nhìn mắc cười quá các bạn ơi. Nhìn nó như là một cái cây thông bồn cầu vậy. Bây giờ đây coi, chị đã bay cùng trở thành Skibidi giống em luôn rồi nè. Ok. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi vô cánh cổng bên kia nào chị nào bây giờ. Ok vậy. Kìa các bạn ơi, được rồi. Hai người bên kia đã sẵn sàng cho chúng ta chuẩn bị đi vô cổng để chiến đấu nha. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi vô thôi nào các bạn ơi. Let's go. Trời ơi, hình như tụi mình tới chỗ này rồi các bạn. Ôi, hình như đây chính là cái chỗ dùng để đấu nhau này các bạn. Bên mình là Skibidi, còn bên kia chính là Cameraman và đang được ngăn chặn bởi một lớp kính. Được rồi, bên kia đã sẵn sàng chưa, chuẩn bị mở lớp kính nè. Sẵn sàng chưa? Ok, hai bên đã sẵn sàng. Thì trước khi bắt đầu thì các bạn hãy bình chọn cho bên nào nếu các bạn muốn chiến thắng thì bạn comment ở dưới. Còn bây giờ thì 3, 2, 1 bắt đầu lên đi. Ui da, nó bắn mình quay. Mày dám được rồi. Bây giờ để em dùng cái kiếm Skibidi em tấn công đó. Mày Cameraman này. Mày đi con. Trời ơi, tụi nó bắn tầm xa xịn quá các bạn ơi. Chết rồi, mình ăn miếng táo vô coi. Ăn miếng táo Skibidi vô coi. Bây giờ mình sẽ quăng quả bom này chị nè. Tránh đi chị nè bây giờ. Ai cho cho tôi gà Skibidi chiến thắng không thì đừng quên comment đi nhé. Còn bây giờ thì tôi gà hẹn gặp lại các bạn trong một video khác nha. Bye bye mọi người.